Công ty Phi Thanh Vân sản xuất mỹ phẩm trái quy định. Chiều 29 tháng 12 năm 2017, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã mời đại diện công ty cổ phần mỹ phẩm Phi Thanh Vân, trụ sở tại 588 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú đến làm việc về việc sản xuất mỹ phẩm của công ty này. Tuy nhiên, sau cuộc làm việc thì lúc 15 giờ 30, khi đoàn kiểm tra của Thanh tra Y tế đến trụ sở công ty để kiểm kê hàng hóa và xử lý thì công ty đã khóa cửa. Một số điện thoại được cho là người quản lý của công ty nhắn tin cho thành viên đoàn kiểm tra là đang chờ cháu của lãnh đạo Bộ Y tế. Lát sau, số điện thoại này lại nhắn, nhân viên khóa cửa không liên lạc được. Một lúc sau lại nhắn, giờ cũng hết giờ rồi, các anh chị về nghỉ ngơi đi. Chờ đến 18 giờ nhưng công ty không hợp tác nên đoàn kiểm tra ra về. Hồ sơ không đúng. Vụ việc kiểm tra công ty cổ phần mỹ phẩm Phi Thanh Vân bắt đầu từ việc Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh lấy 3 mẫu mỹ phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Phi Thanh Vân, 360 Trần Văn Kiểu, phường 11, quận 6 vào tháng 9, 2017. Đó là sữa rửa mặt trắng da xe khích lỗ chân lông ngừa mụn, không có số lô hạn dùng đến tháng 12, 2020. Số đăng ký mỹ phẩm 000817-14 do Sở Y tế thành phố cấp. Sữa tắm trắng da toàn thân cao cấp số công bố 3203-13, không số lô hạn dùng tháng 12, 2020. Kem nhau thay cồ cao cấp, không số lô, hạn dùng đến tháng 12, 2019 và số công bố mỹ phẩm là 00818-14. Ngày 14 tháng 1, 2017, Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn cáo buộc Cục Quản lý Dược và Sở Y tế thành phố. Theo báo cáo, Viện phát hiện có sự khác biệt thành phần dẫn xuất paraben và phenoxythanol trên phiếu kiểm nghiệm, thông tin nhãn sản phẩm và hồ sơ công bố. Ngay sau đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế thành phố kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Phi Thanh Vân. Ngày 13 tháng 12, đoàn kiểm tra của Thanh tra Sở Y tế thành phố đã đến kiểm tra công ty cổ phần mỹ phẩm Phi Thanh Vân, 588 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Quá trình làm việc, công ty xuất trình hai phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Phi Thanh Vân đăng ký sản xuất tại địa chỉ số 6 đường 7 cư xá Đài Radar, phường 13, quận 6. 8 phiếu công bố mỹ phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Phi Thanh Vân có trụ sở và đăng ký sản xuất tại địa chỉ 2/8 Ngô Y Linh, phường An Lạc, quận Bình Tân. Tuy nhiên, sau đó, xác minh của đoàn kiểm tra và phòng y tế quận 6, quận Bình Tân ghi nhận địa chỉ số 6 đường 7 cư xá Đài Radar, phường 13, quận 6, không có dấu hiệu hoạt động từ đầu năm 2017. Tại địa chỉ 2/8 Ngô Y Linh, phường An Lạc, quận Bình Tân, cũng không có dấu hiệu hoạt động sản xuất mỹ phẩm. Giấy tờ không còn hiệu lực. Trong giải trình Sở Y tế thành phố, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, người mẫu diễn viên Phi Thanh Vân, giám đốc công ty cổ phần mỹ phẩm Phi Thanh Vân cho biết, ban đầu công ty có tên là Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Phi Thanh Vân, được thành lập vào năm 2013. Địa chỉ công ty và nơi sản xuất là số 2/8 Ngô Y Linh, phường An Lạc, quận Bình Tân, sau đó đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Phi Thanh Vân. Địa chỉ trụ tại 283/43 Cách mạng tháng 8, phường 12, quận 10, nơi sản xuất là số 6 đường số 7, cư xá Đài Radar, phường 13, quận 6. Năm 2016, công ty tiếp tục đổi tên thành Công ty cổ phần mỹ phẩm Phi Thanh Vân, địa chỉ trụ sở 360 Trần Văn Kiểu, phường 11, quận 6. Nơi sản xuất là E17/57B Hưng Long, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Năm 2017, công ty đổi trụ sở qua địa chỉ 588 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú và nơi sản xuất vẫn ở Bình Chánh. Theo Thanh tra Y tế, từ năm 2016 đến nay, Công ty cổ phần mỹ phẩm Phi Thanh Vân sản xuất mỹ phẩm tại E17/57B Hưng Long, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, nhưng địa chỉ này chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, chưa được cấp bất kỳ phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm. Như vậy, 10 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm mà công ty cung cấp cho đoàn kiểm tra theo quy định mặc nhiên không còn hiệu lực do công ty chuyển địa điểm sản xuất. Vì thế, tất cả sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu Phi Thanh Vân sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh đang lưu thông trên thị trường đến thời điểm hiện nay đều không có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Công ty sẽ bị xem xét xử lý theo Nghị định 176/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Tại thời điểm kiểm tra công ty, đoàn phát hiện một số tờ rơi quảng cáo nhưng chưa xuất trình được giấy xác nhận đăng ký quảng cáo. Đoàn kiểm tra đã niêm phong 14 sản phẩm công ty đang kinh doanh, chờ xuất trình hồ sơ pháp lý theo quy định.
Sau đó thanh tra tiến hành kiểm kê hàng hóa trong kho của công ty, gồm 4 loại nước hoa hồng, kem tan mỡ 4D, kem dưỡng trắng da toàn thân cao cấp và sữa tắm 1,2 lít với 965 đơn vị. 1001 kiểu chúc mừng ngày đeo gông của dàn sao showbiz Việt. Trấn Thành Harry Won, Tăng Thanh Hà Lưu Yêu Nguyễn hay vợ chồng Lý Hải Minh Hà, MC Phan Anh đều có những cách kỷ niệm ngày cưới của riêng mình. Vợ chồng Trấn Thành Harry Won, 25 tháng 12 vừa qua là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của Trấn Thành Harry Won. Nhân dịp kỷ niệm 1 năm chung sống, cặp vợ chồng trẻ đã có một chuyến du lịch ngắn ngày đến Hồng Kông cùng gia đình và những người bạn. Trước kia, cả Trấn Thành lẫn Harry Won đã phải vượt qua rất nhiều rào cản mới đến được với nhau. Bỏ ngoài tai dư luận, cả hai đã chính thức dọn về chung một mái nhà vào ngày 25 tháng 12, 2016. Mới đây, để kỷ niệm 1 năm ngày cưới, nam MC đã gửi đến vợ dòng trạng thái ngọt ngào Happy One Year Anniversary bà xã, thank for coming, kèm theo đó là tổng hợp những hình ảnh của cặp vợ chồng trẻ trong suốt một năm qua. Năm 2017 có lẽ là một năm kém may mắn đối với nam MC khi quá nhiều chuyện thị phi nổ ra xung quanh anh, hết tin đồn bị cấm sóng cho tới nghi vấn về giới tính thật sự. Trấn Thành phải đối mặt với nguy cơ talk show, xóa ảnh hào quang do anh chủ sĩ đứng trước nguy cơ bị nhà đài dẹp bỏ. Mặc sóng gió bủa vây, cặp đôi vẫn vượt qua và hạnh phúc bên nhau. Trên trang cá nhân, nam MC chia sẻ, chỉ còn vài ngày là 25 tháng 12 rồi, đúng một năm hai đứa gọi nhau tiếng mình ơi, cảm ơn bà xã đã đồng ý gánh cục nợ đời này, I love you forever. Để kỷ niệm một năm ngày cưới, hai đứa em xin phép cả nhà cho tụi em ốp khỏi Sài Gòn 4 ngày nha. Cùng tham dự chuyến du lịch đầy ý nghĩa này có sự tham dự của bố mẹ Trấn Thành. Vợ chồng Hà Tăng và Lô Uy Nguyễn, làm dâu hào môn, cuộc sống sau hôn nhân của Tăng Thanh Hà luôn là đề tài bàn tán của công chúng. Tháng 11 năm 2017, vợ chồng Hà Tăng và Lô Uy Nguyễn đã có bữa tiệc kỷ niệm 5 năm ngày cưới đầy lãng mạn tại Tư Gia. Hà Tăng không giấu niềm hạnh phúc trước điều tuyệt vời mà chồng Lô Uy Nguyễn dành cho mình. Bữa tiệc nhỏ của hai vợ chồng được trang hoàng lộng lẫy dễ thương. Trên Instagram cá nhân, nữ diễn viên khéo léo khoe bó hoa hồng tặng, đi kèm đó là một bản nhạc lãng mạn được chơi bởi nhạc công piano riêng. Ngoài ra, Lưu Yên Nguyễn cũng chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên vợ để kỷ niệm ngày cưới. Đặc biệt, suốt 5 năm bên nhau, vợ chồng Hà Tăng luôn có những cách kỷ niệm ngày cưới hết sức đáng yêu. Nàng Trúc chia sẻ hình ảnh của cô trong bộ váy cưới trắng để đánh dấu mốc chặng đường 1 năm ngày theo chàng về dinh. 4 tháng 11, 2014, Tăng Thanh Hà dành tặng những lời có cánh đầy tình cảm cho chồng. My love for you is eternity, starting a forever and ending it never, November 4, a day I will always remember. 4 tháng 11, 2015, Lưu Uy Nguyễn cũng đăng tải hình ảnh. Hai vợ chồng cùng dòng trạng thái ngọt ngào. Happy tree anniversary to my beautiful wife, too many more anniversary together. 4 tháng 11, 2017, Tăng Thanh Hà chia sẻ hình ảnh tình tứ bên chồng nhân dịp 4 năm kỷ niệm ngày cưới. Hiện tại cặp đôi đã chào đón sự ra đời của đứa con thứ hai, một bé gái đáng yêu. Chuyện tình cổ tích của Tăng Thanh Hà và Lô Uy Nguyễn luôn khiến công chúng ngưỡng mộ mỗi khi nhắc tới. Vợ chồng Lý Hải Minh Hà, trải qua nhiều năm tìm hiểu và chung sống, cặp đôi Lý Hải Minh Hà được coi là một trong những chuyện tình bền chặt và đẹp nhất trong làng giải trí Việt. Tháng 11 vừa qua, vợ chồng Lý Hải Minh Hà đã có chuyến du lịch kỷ niệm 7 năm góp gạo thổi cơm chung cùng 4 nhóc tỳ đáng yêu. Cặp đôi yêu nhau một cách tình cờ khi Minh Hà đang là cô sinh viên trường luật. Sau 4 năm yêu nhau, Minh Hà lên đường sang Anh du học và quyết định nói lời chia tay. Sau thời gian xa nhau, nhận thấy đối phương là một nửa đích thực đời mình, Lý Hải thổ lộ sẽ chờ cô về quê nhà tổ chức đám cưới. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra vào ngày 18 tháng 11, 2010. Trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè, Lý Hải Minh Hà hiện đã bên nhau được 7 năm và có chung 4 đứa con kháu khỉnh. Trải qua 4 lần sinh nở, Minh Hà vẫn giữ được thân hình thon thả và quyến rũ. Thành công cả về sự nghiệp lẫn tình cảm, cặp vợ chồng trẻ đang có được hạnh phúc vẹn toàn. Đàm Vĩnh Hưng mặc đồ ngủ đến dự sinh nhật Dương Triệu Vũ. Không riêng Đàm Vĩnh Hưng mà tất cả khách mời dự sinh nhật Dương Triệu Vũ đều mặc đồ ngủ. Bữa tiệc sinh nhật của Dương Triệu Vũ diễn ra trong không khí đầm ấm, vui vẻ, với sự tham dự của rất nhiều người thân và bạn bè.
Trong ngày sinh nhật Dương Triệu Vũ, còn có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Bảo Anh, Ngọc Thanh Tâm, La Quốc Hùng. Điều đặc biệt, từ nhân vật chính của buổi tiệc cho đến khách mời đều mặc đồ ngủ. Đàm Vĩnh Hưng mặc đồ ngủ đến dự tiệc sinh nhật của Dương Triệu Vũ. Dương Triệu Vũ mặc đồ chụp hình cùng bánh sinh nhật. Ca sĩ Bảo Anh cũng dành tặng Dương Triệu Vũ một chiếc bánh sinh nhật rất đặc biệt. Tất cả khách mời tham dự sinh nhật của Dương Triệu Vũ đều mặc đồ ngủ. Nhờ sự giúp đỡ, chỉ dạy của Đàm Vĩnh Hưng mà Dương Triệu Vũ đã gặt hái được nhiều thành công nhất định trên con đường theo đuổi sự nghiệp ca hát. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn nhận được sự hỗ trợ âm thầm của anh trai ruột là danh hài Hoài Linh. Với giọng hát trầm ấm, Dương Triệu Vũ dần có chỗ đứng trong lòng khán giả và được nhiều người yêu mến.